Chào ngày mới tốt lành tới tất cả quý cô chú chị Khang nhé. Em lên sóng giới thiệu giao lưu cho cả nhà mình một phôi gốc cà phê trong ba, còn gọi là gõ đỏ này. Mọi người nhìn phôi này. Không có tin luôn nhé. Vần thì cực vip luôn mọi người. Chất gỗ thì quá đẹp rồi mọi người. Nó quá là phê mà. Phôi này là được 83 cân. 83 cân. Có chiều ngang này. Chiều ngang đây là em phải đo thật là chính xác. Đấy, chiều ngang phôi đây. Từ đây qua đây mọi người 53. 53 mọi người nhé. 53 là em lấy non nhất rồi đấy. Chiều dài. Chiều dài được tương đối là ok. 40. Vần quá đẹp mọi người. Bác nhìn. Còn trên đầu đây ạ. Trên đầu là được 28. 28 20. Không tim mọi người ơi. Mà đế thì nó càng đẹp mọi người nhé. 83 kg. Đục tiện nếu các bác cho nằm ngang. Nằm ngang các bác nhé. Đây nó bị một tí xíu thôi mọi người. Đây là nó kiểu nó cái da kẹp xíu đấy. Đây các bác nhìn này. Phôi này có chuyện ngay. Đây, cái thế này mọi người nhé. Đây, tiện đúng cái thế này cho em. Đế đây. Đế thì cũng không có thể tim đâu mọi người. Quá đẹp luôn. Đế này mọi người này. Đế là một chiều 37. Một chiều 43. Đấy. Không có tim luôn, đế riêng còn đẹp. Đây các bác xoáy cho em cái chùm ngang này. Em quả chung ngang đây 50 vui trời đẹp. Quá vip. Rồi cô chú chị khách hàng thiện chí với phôi này thì liên hệ cho em nhé. 0338 918 91. Cảm ơn quý cô chú chị khách rất nhiều đã xem video của em nhé. Quá đẹp.